Có một ít câu hỏi gửi đây. Bây giờ tôi xin trả lời ngay mấy câu hỏi của anh chị em để trên này. Rồi sau đó thì anh chị em có thể hỏi trực tiếp cũng được. Rồi sau đó tôi vào bài học mới nhé. Thưa cha, thừa tác viên khi trao mình thánh Chúa, không nói câu mình thánh Chúa Kitô, không ngó giáo dân, nên nhiều người không có đạo vẫn lên nhận mình thánh Chúa và nắm trong tay đi về, các thừa tác viên không phát hiện ra. Dù là không có rõ cái câu hỏi, thừa tác viên không ngó giáo dân, giống như đi phát trần, phát đồ ăn từ thiện, không nói câu mình thánh Chúa. Vậy cha cho chúng con biết, không nhìn giáo dân thì không biết ai như thế nào. Thì cái câu hỏi mình cũng không hiểu đồ ra làm sao. Phải dòm người ta mới đưa chứ không dòm người ta thì làm sao mà được. Nhưng mà nó như thế này, cái câu chuyện nó như thế này. Xin tất cả các thừa tác viên trong mình thấy Chúa lưu ý. Chúng ta nhớ là thừa tác viên trao mình thánh Chúa, thì ở đây là chúng ta đang làm hành một hành vi thánh. Anh chị em nhớ, chúng ta cầm trên tay, chúng ta cầm trên tay bánh thánh. Và khi cầm bánh thánh đó, chúng ta nói cái câu này: mình thánh Chúa Kitô. Cái mắt trần của chúng ta đó nhìn cái bánh vật chất, nhưng mà chúng ta lại nói mình thánh Chúa Kitô, thì giáo hội nói tất cả các thừa tác viên bắt buộc phải nói câu này. Khi cầm trên tay một cái vật mà mắt trần chỉ là cái bánh thánh, mà chúng ta nói mình thánh Chúa Kitô, thì bắt buộc, lý do tại sao? Vì chúng ta là thừa tác viên. Đây là một lời tuyên xưng đức tin. Anh chị em nhớ nhỉ, tất cả những ai trao mình thánh Chúa, khi chúng ta cầm bánh thánh trên tay, mắt trần trông thấy bánh, mà chúng ta nói mình thánh Chúa Kitô, thì đối với cái người đang cầm đó là một cử chỉ tuyên xưng đức tin, đây là mình thánh Chúa. Mắt thì thấy bánh, nhưng mà tôi nói mình thánh Chúa Kitô, nghĩa là tôi tuyên xưng đức tin đây là mình thánh Chúa, chứ không là phải một cái bánh bình thường. Vì thế bắt buộc chúng ta phải nói. Những người nào mà khi trao mình thánh Chúa làm biếng, cứ cầm phát thì giống như là đi phát đồ từ thiện, nguy hiểm. Chúng ta phải nói, và đó là cử chỉ đối với thừa tác viên tuyên xưng đức tin rằng đây là mình thánh Chúa tôi đang cầm trên tay, mình thánh Chúa Kitô. Đó là trước hết đối với thừa tác viên cầm, mình nói câu đó là cử chỉ mình tuyên xưng đức tin. Nhưng có một điều lạ nữa này, tôi tuyên xưng đức tin mà không cần trước mặt ai cũng được thôi, nhưng tôi lại cầm bánh thánh trước mặt cái người rước lễ, thì bây giờ cùng cái lời đó, bây giờ nó thêm một cái nghĩa mới. Đối với tôi thì đó là tuyên xưng đức tin, nhưng mà đối với cái người rước lễ đó thì lại là một lời mời gọi mình thánh Chúa Kitô. Anh đi lên đâu có phải là ăn bánh đâu. Người tôi đang nói là tuyên xưng đức tin mình thánh Chúa Kitô, nhưng mà trước mặt anh là mình thánh Chúa Kitô, thì cái lời này là lời mời gọi. Và vì thế bây giờ cái người rước lễ buộc phải thưa amen. Amen có nghĩa là gì? Bác nói mời gọi tôi đây là mình thánh Chúa, tôi nói amen có nghĩa là tôi tin như điều thừa tác viên nói. Anh chị em nhớ nhầm, amen có nghĩa là tôi tin như thừa tác viên nói. Thành thử ra ở đây đó, nó sẽ là một cái cách thức kiểm chứng những người mà không có đạo rước lễ. Thí dụ nha, nhất là dòng Chúa Cứu Thế, này là rõ nhất nha. Hồi xưa tôi ở cái vườn xoài, hay tôi ở một giáo xứ, những giáo xứ đông như ăn nhơn cả mấy ngàn, nhất là cái lễ Giáng sinh. Thế người mà những người ngoại họ đi đến nhà thờ thì có Giáng sinh là họ đi thôi à, lạ lắm á. Phục sinh người ngoại người ta không đi đâu, mà Giáng sinh là người ta đến, người ta xem hang đá rồi người ta đi đến dự lễ. Mà có nhiều người thì họ cứ lén họ lên họ rước lễ. Thì tôi những cái dịp lễ thì tôi cũng nói nhà thờ trước là xin các anh chị em không phải là ở các anh chị em là các tôn giáo bạn, không phải là người Công giáo, xin không rước lên rước lễ. Nhưng mà nhiều người vẫn lén lên, thì tôi dặn các thừa tác viên là cái dịp lễ này là rất quan trọng. Tất cả mọi người, tôi nói tất cả mọi người đi rước lễ phải thưa amen. Thì tôi nói cái ngày này đó, thì người giáo dân để biết, và các thừa tác viên phải nói thưa mình thánh Chúa Kitô. Thì sẽ có cách kiểm chứng là thế này. Và những dịp lễ lớn đó thì thừa tác viên nói là mình thánh Chúa Kitô, thì người Công giáo với đông người mà họ sẽ nói amen, thì biết là dân ta. Chính tôi đã kiểm chứng là khi tôi đưa mình thánh Chúa thì cái người đó đi lên á, tôi đã nói trước rồi, anh chị em phải amen. Vì anh chị em amen là kiểm chứng đó là anh chị em là người Công giáo, mà thừa tác viên phải nói.
Thế tôi nói mình Thánh Chúa Kitô. Thế thấy thấy cái người đó nhìn tôi cái gì vậy? Ông nói cái gì vậy? Có biết cái gì đâu? Vì người Công giáo thì biết là mình Thánh Chúa Kitô, còn người ngoại thì nó biết gì? Vì mình Thánh Chúa Kitô thì có bao giờ nghe đâu? Cái gì tô hay là tô phở hay tô gì? Mình Thánh Chúa Kitô tô. Ngơ ngơ. Tôi hỏi là tôi nói được mình thấy mình Thánh Chúa Kitô. Thì người này chưa hề bao giờ nghe. Tôi đọc lại mình Thánh Chúa Kitô. Hả? Rồi hả nha, hả nha, hả nha, hả nha. Hả là rồi có vấn đề đó. Tôi hỏi có theo có phải người Công giáo không? Lắc đầu, xin mời xuống. Xin mời xuống. Xin mời xuống. Anh chị em cứ kiểm chứng mà xem. Tất cả những người ngoại làm gì biết mình Thánh Chúa Kitô, biết đâu mà amen. Biết thế nào mà amen? Chỉ có hả thôi à. Chỉ có hả thôi. Thành thử ra đây là cách kiểm chứng rõ nhất vào những dịp lễ và lễ lớn đó. Vậy ở đây đang ngồi đây có những người trao mình Thánh Chúa không? Ai đang trao mình Thánh Chúa giơ tay em xem nào. Nhớ nhau, các dịp lễ lớn phải thưa nói mình Thánh Chúa Kitô, mà đặc biệt thấy những cái người mà lên rước lễ đó mà nhìn cái ánh mắt có vẻ là khao khát háu xem cái gì ăn thử xem nó lạ nhau. Là mình Thánh Chúa Kitô cho to lên xem nó có biết đường để trả lời không, tắc tịt cho mà xem, biết là, thế là tô phở chứ hả, chứ không biết tô nào ấy đó. Đó, 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 đó. Thế rồi bây giờ đôi khi có những đứa mà nó ghê gớm lắm, nó cũng biết cách lên nó rước lễ. Hay là nhiều khi thật thú thật là vậy, các thủ tộc viên này cũng lơ mơ thật, tổ lười á, thì chúng tổ thế là mấy người giáo dân kia nó khỏi cần luôn, nó rước luôn, mà giáo dân ngồi dưới thọ biết rất rõ cái người này không có đạo. Thì đây các bác nghe đây, luật giáo hội nè, khi chúng ta biết rõ người đó, biết chắc chắn á 100% á là người đó không có đạo mà rước lễ, thì trước hết cái người biết rõ là người chịu trách nhiệm trước hết. Người biết rõ là người chịu trách nhiệm hết. Thì cái người giáo dân nào đó biết rõ người đó không biết là cái người đó chịu trách nhiệm đầu tiên. Thì cái người đó chịu trách nhiệm sao? Phải báo liền cho thừa tác viên trao mình Thánh Chúa, đang trao mình Thánh Chúa. Bác, cái người đó không có rước, không phải người Công giáo đâu, bác xuống đòi đi. Thì cái người trao có trách nhiệm đi đòi. Nhớ chưa? Cái người biết thì phải báo cho thừa tác viên đi đòi. Nhưng mà nếu mà báo đòi á, chưa kịp, nhỡ nó lấy mình Thánh Chúa nó làm gì, thì mình phải là người đòi. Nhớ chưa? Nhớ không? Xui nhìn cái cách đòi mà thấy sợ, thấy hãi thế kia thì làm sao? Phải bảo vệ mình Thánh Chúa, lấy thân mình bảo vệ mình Thánh Chúa cho bằng được. Dù có mạng sống mình cũng phải bảo vệ mình Thánh Chúa, nhớ chưa? Vậy thì bây giờ mình báo cho thừa tác viên đi đòi, mà thừa tác viên mình nghĩ là tình trạng này mà báo thừa tác viên đến mà nó làm cái gì bậy với mình Thánh Chúa thì mình đi đòi luôn. Thế đòi thì làm sao? Nghe đây các bác, nghe em dặn đòi. Đòi mà cầm giằng co với nó rắc rối nha, chưa? Phải nói đưa mình Thánh Chúa đây, còn nếu không phải vận động nhiều người đòi cho bằng được. Dùng bạo lực mà đòi lại nha, chưa? Không có được nhân nhượng cái chuyện gì hết, đối mình Thánh Chúa là không được nhân nhượng, đòi cho bằng được. Đòi xong rồi làm sao? Anh chị em mình Thánh Chúa nhiều khi nó nắm chặt về đó, nó vo về này. Chúa tôi ơi, Chúa nó hỗn thế chứ. Thì làm sao? Đòi cho được, móc nó ra, lấy mình Thánh Chúa cho được. Rồi làm sao? Bỏ tọt ngay vào mồm, nuốt luôn nhá. Chứ bây giờ đem về trả cho cha à? Nhớ chưa? Nhớ biết luật hội thánh chưa? Móc nó ra bằng được, lấy bằng được, lấy mình Thánh Chúa, rút luôn. Thế cái trong cái vụ này, cũng cái vụ này nó mình Thánh Chúa nữa nè. Thế có mấy cái ông mà thừa tác viên trao mình Thánh Chúa cho giáo dân ấy, thì là cho các bệnh nhân. Thì các cha đưa, thường là trên nguyên tắc đó, tôi nói thì anh chị em biết này này, luật hội thánh đó, thì có cha dạ bề trên với các cha đây á, thì con nói cái này thì có chạm các đấng, thì các đấng cũng thứ lỗi cho con vì con nói theo luật giáo hội. Hắng giọng để cho lấy cái sự bình tĩnh, can đảm mà nói. Luật hội thánh bảo thế này, tất cả mọi Kitô hữu có hai điều kiện sau đây đều được rước mình Thánh Chúa hàng ngày. Một, sạch tội trọng.
rước mình thánh Chúa mà có tội trọng chớ có rước vào nhá. Lại chúng tôi rước vào là rước án phạt vào người cho nhá. Không có được, khi phạm tội trọng không được rước mình thánh Chúa. Để rước mình thánh Chúa sạch tội trọng, điều kiện thứ nhất. Thứ hai, ý hướng ngay lành. Ý hướng ngay lành là cái gì? Là con sạch tội trọng, bây giờ con khao khát rước Chúa lắm lắm Chúa ơi. Không có Chúa thì con thấy đói, không thể nào mà thấy sống được. Đấy, con khao khát, khao khát lắm 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 cơ. Thì ý hướng ngay lành được hiểu có nghĩa là lòng khao khát. Thì tất cả mọi Kitô hữu, mọi người đều được quyền rước lễ mỗi ngày một lần. Và kể cả các bệnh nhân nằm liệt ở trong gia đình. Ví dụ, họ không hề ra khỏi nhà được, mà bây giờ họ sạch tội trọng, họ khao khát rước Chúa mỗi ngày. Mỗi ngày nhau, họ nói với cha sở: thưa cha, con không đi lễ được, con nằm liệt ở nhà, con muốn rước lễ hàng ngày. Thì luật hội thánh buộc cha sở phải liệu đưa mình thánh Chúa hàng ngày cho họ. Lạy Chúa, tôi ơi, con thưa cha bề trên và các cha, con xin lỗi không phải tố các cha ở đây. Nhiều cha xứ, bà cố của con đây này, mẹ thèm Chúa hàng ngày con ạ. Mà ông cha xứ ông bảo: không, một tuần bà cố mới rước một lần thôi, rảnh thì đưa. Rồi có ông cha ra lệnh một tháng một lần, tôi giải tội tôi đưa. Có ông cha ra lệnh một tuần một lần, ông cho ngày nào rước ngày đó. Bậy hết sức là bậy à. Cái ông cha bậy hết sức. Bởi vì tại sao? Mình thánh Chúa đâu có phải là quyền sở hữu của mình, mình là trừ người quản lý thôi. Mà luật hội thánh là mọi người khỏe hay yếu, họ đều có quyền rước lễ mỗi ngày. Vì thế họ đau yếu là họ yêu cầu thì linh mục phải lo, phải đưa. Nếu linh mục không đưa được hàng ngày thì linh mục phải xin các thừa tác viên đưa mình thánh Chúa cho bệnh nhân hàng ngày. Luật hội thánh đó, chứ không có phải là cha ban ngày nào thì được ngày đó. Bây giờ bà cố muốn rước lễ hàng ngày, ông cha bảo ấy chứ: không, bà cố không, một tuần tôi mới đưa một lần. Tôi đi về, bà cố bảo: con thè, mẹ thèm Chúa quá, thôi mẹ an tâm, con sẽ tìm cách con đưa mình thánh Chúa cho mẹ. Nhiều ông cha kỳ cục hết sức à. Mình đâu có quyền quản lý mình thánh Chúa. Vì thế mỗi người đều có quyền rước mình thánh Chúa hàng ngày. Càng những người liệt nào họ đòi hỏi thì các linh mục phải chu toàn cái nhiệm vụ này. Trong trường hợp ngài không thể làm được thì ngài sẽ phải xin giám mục để có các thừa tác viên trao mình thánh Chúa bệnh nhân hỗ trợ ngài. Thế cái câu chuyện nó ra như thế này: thế tôi trao cho mình thánh Chúa cho một số các ông thừa tác viên đi trao mình thánh Chúa cho bệnh nhân. Khổ thân một cái là ông ấy đưa mình thánh Chúa cứ hàng ngày 3 người. Hôm đó 3 người, có người đi đến nhà khóa cửa đây. Chùa tôi khóa cửa đây. Đi đâu vậy? Đi nhà thương mà không báo. Đi nhà thương không báo. Thế cuối cùng còn mình thánh Chúa, ông gọi điện thoại ông bảo: cha ơi cha, bây giờ còn dư mình thánh Chúa, con đến nhà cái người này đi nhà thương được không? Không biết. Giờ làm sao cha? Đem về cất ở nhà không được đâu nha. Nhớ, không có được đem về nhà cất làm tầm bậy. Trong trường hợp nó làm sao? Đem về nhà thờ thì cha không có nhà, tôi đang đi dạy học. Tôi đang đi dạy học làm sao đem về nhà xứ thì cũng chẳng có ai. Tôi bảo rước luôn, còn dư rước luôn, còn dư bao nhiêu rước luôn tại chỗ. Được hả cha? Ừ. Ở đây rước luôn có nghĩa là gì? Là để bảo vệ mình thánh Chúa, chứ không phải rước 2 lần. Trong trường hợp để bảo vệ. Vì thế các bác nghe em nói nè, các bác rước lại mình đi lễ rước mình thánh Chúa ăn sáng rồi, rước mình thánh Chúa rồi, đâu vào đó rồi. Thế bây giờ ngay gặp ngay vào cái nhà chầu kia, thằng ăn trộm nó vào, nó đổ hết Chúa ra, nó bê mình đi rồi, chú vương vãi ra hết tất cả rồi. Thế này không biết cách nào được mà phát hiện ra cha đi vắng rồi, mà bây giờ mà nhà chầu thì nó phá toang ra, nó bê mình, bê mặt, bê hết bình chiếc mình Chúa sao. Thì các bác làm sao? Các bác cứ nhận nha, ngồi nhón ăn dần dần cho hết cái tô đấy nhờ chưa. Cứ nhìn nhau ngồi nhón, rồi cầm một chai nước, cứ nhìn nhau nhón ăn cho hết. Rồi cô bước cốc nước và vừa vừa cứ ăn hết cả một cái tô đó, cứ nhìn nhau. Rồi về nói với cha: ăn trộm nó lấy mất bình rồi, con nhón ăn Chúa hết bằng đấy. Chứ xuống cả 100 Chúa con muốn chết luôn.
khi ấy không phải là rước hai ba lần mà là rước bảo vệ Chúa, nắm chưa, bảo vệ Chúa bằng mọi cách. Không những ăn mà còn thấy cái mụn còn chấm chấm, còn nếm nếm mà chấm cho hết, không còn bỏ tí sót thế nào nữa. Nhớ bảo vệ mình đấy, Chúa là vì vậy đấy. Bây giờ đây cái câu hỏi đó rồi, bây giờ sang câu hỏi khác nè. Thưa cha, người đọc công bố lời Chúa có phải đọc giọng rõ ràng, đọc giọng người miền Trung, đọc giọng người miền Nam, đọc giọng không đúng chính tả, lỗi, người Bắc thì để đọc nà mới nà. Cha cho chúng con ý kiến, em chịu chết đi. Em kể cái câu chuyện này cho các bác nghe này. Em dân di cư năm 54 nhá, bố di cư năm 54 nhá, dân Thái Bình nhá, mà Thái Bình mà đồng chua nước mặn, cả cái làng họ nhà nội em cứ nàm mới ném nàm mới kiếm nàm nọ. Thế cái hồi mà em bắt đầu đi tu á thì bố chết sớm, nhưng mà cái cốt nàm mới nàm ấy vẫn còn đó. Đi vô đại chủ viện, cha bề trên cứ thấy chú mày cứ nàm mày, chú mày mà không có sửa mày á, sửa thành lờ, ta đuổi chú mày đi. Chủ viện rét run. Thế mà bắt đầu sửa, bây giờ nó đỡ ra rồi, nhưng mà lâu lâu nó vẫn lòi cái cốt ra nàm, lâu lâu nó vẫn lòi cái cốt nàm. Em đi về quê nội của em dâng lễ, thế là em thấy người ta đang đọc cái thư đó nà nơi Chúa, cả nhà thờ ta ơn Chúa ngon lành. Đến lúc em đọc phúc âm, em đọc tin mừng, em đó là lời Chúa, cả nhà thờ im hết đấy cả. Cái chuyện gì xảy ra vậy? Thế ông cha đứng bên cạnh ông đọc đó nà nơi Chúa, tất cả nhà thờ ráp và ngon lành. Vậy tóm lại thế này, mình bảo giọng Trung thì giọng mẹ nàm mới nà, tại vì mình ông học không ở vùng đó người ta đọc quen rồi. Thì bây giờ các bác làm nọ kia thì các bác ở trong Nam đi, trong chú cũng thế đi, các bác ra Thái Bình xem, các bác đó là lời Chúa người ta không đáp được. Thành thử ra là bây giờ thưa các bác, giọng mỗi người mỗi khác nhau à. Hồi em đi sang Pháp em học á, em nghe em học giọng Pháp là giọng Parisien, là giọng thủ đô của nước Pháp, Parisien. Thế mấy cái anh ở miền Nam Pháp á, là giọng Basque, đó là giáp giữa Tây Ban Nha. Mẹ bố nó nói cái gì ta chả có hiểu đâu. Thì cuối cùng ra là nó giọng giống như là thế này á, ở miền Nam ta, con cá rô bỏ vào rổ thì con cá rô bỏ gỗ. Thì cái giọng miền Nam của Pháp nó cũng vậy, nói mình không có hiểu, nhưng mà ai người ta cũng nghe, người ta quen rồi, thành thử ra không có vấn đề gì hết trơn đó. Thì bây giờ em xin nói các bác nha, là bây giờ các bác nghe không quen thì các bác chịu vậy, còn người ta nghe quen thì không có sao cả. Chỉ có điều là thế này, là các thừa tác viên mà khi mà công bố lời Chúa, cái tư cách của chúng ta, chúng ta đọc rõ ràng một vài cái chi tiết. Sau đây thừa tác viên công bố lời Chúa chú ý nè, một vài cái. Trước hết về cái tư cách, trước hết là cái gì? Là nói về cái tâm hồn của chúng ta đó. Tư cách gọi là tư cách đời sống luân lý đó. Tư cách của chúng ta có nghĩa là chúng ta là thừa tác viên, chúng ta lên công bố lời Chúa nhân danh giáo hội và đại diện cộng đoàn. Chúng ta nhớ nhầm, ở đây tôi không đọc cái câu này, tôi đọc cái bài này vì tôi có khả năng, sai nhầm. Ai mà nói rằng là tôi lên đọc cái bài này bởi vì tôi đọc, tôi là cái người có chữ, tôi là đọc được, tôi đọc hay, đọc cái. Vì đó một số người nó hay tuyển chọn cái người đọc thánh thư hay là đọc ca đoàn đó là bởi vì nó hát hay, nó đọc tốt được kia. Sai. Cái đó có, nhưng cái quan trọng hơn là cái tư cách của người đó. Tư cách của người đó cái này, khi tôi làm cái hành vi này giữa cộng đoàn là bởi vì không phải cho tôi, mà tôi đang nhân danh cộng đoàn, tôi làm cái để cho mọi người, tôi đại diện họ. Chú ý đến đây này. Do đó
luận người nào ở trong phụng vụ thì cái hành vi của chúng ta là hành vi đại diện. Chúng ta nhớ nha, thừa tác viên là người đại diện, và anh hay chị đọc hay làm cái gì đó là anh hay chị thay mặt chúng tôi làm cái việc ấy, chứ không phải là anh hay chị có khả năng riêng. Vì thế cái tư cách của anh phải là có chúng tôi vào trong đó. Vì vậy cái tư cách là thế này, luật hội thánh đó không cho phép những người không phải là Kitô hữu đọc thánh thư, người không có đạo không đại diện chúng tôi được, không đại diện chúng tôi đọc thánh thư được. Rồi cái người đó, xin lỗi này, cái tư cách luân lý đó, vợ nọ con kia rất là nhiệt thành trong việc chung, thì bây giờ anh làm việc chung thì anh không được, đừng có lên nhà thờ, tức là anh làm cái việc nọ việc kia ở trong nhà thờ, anh muốn anh ở ngoài sân hay anh muốn làm gì chuyện của anh, nhưng mà anh lên trong nhà thờ đó anh đại diện chúng tôi mà, thì anh lại vợ nọ con kia cứ nhân danh bảo là nó đã là chịu khó trong nhà thờ, nó được lắm, thôi cho nó đọc thánh thư. Sai, sai ở cái chỗ là bây giờ làm cái việc vặt ở ngoài được, nhưng mà đưa vào trong nhà thờ, mà vì viết lên nhà thờ là đại diện chúng tôi. Chúng tôi đâu có phải là cái người ăn ở lem nhem vợ nọ con kia như bạn, cứ lên đọc tưới hay thôi. Do đó những người nào đời sống luân lý mà gây ngộ nhận gương xấu, mà mọi người khi nhìn thấy cái người đó lên đọc thánh thư mà tư cách luân lý thật là gương xấu, không được, không được, không được, không được. Anh chị em nhớ cái đó nhỉ? Thế nhiều khi cứ nể nang bà chứ cái người này nó ở trong giáo xứ thì nó sốt sắng lắm nào kia, nhưng mỗi tội đang ở với bà hai rồi đang lôn xa lôn xộn, làm sao đại diện chúng tôi được. Anh ngoài nhà thờ đó, anh giúp cho ông cha anh làm cái gì, cái quyện đó chuyện của anh, nhưng mà anh vào trong nhà thờ là của chúng tôi, đại diện chúng tôi, nên anh đừng có lấy cái chuyện mà chuyện ở ngoài sân và vào trong nhà thờ là anh thay chúng tôi được. Các bác hiểu em cắt nghĩa không? Hiểu cắt nghĩa giơ tay em xem nào. Khác nhau lắm nghe không? Nhiều khi chúng ta có tương quan cá nhân, chúng ta không phân biệt tương quan cá nhân với đại diện dân Chúa. Đấy, đó là chuyện nghe không? Hoặc tương cách. Rồi bây giờ khi chúng ta đi lên, chúng ta đọc thì bây giờ sang đến cái cung cách. Cung cách nghĩa là khi đi lên đó, đọc thánh thư đó, là đây là một cử chỉ thánh. Chúng ta nhớ là một cử chỉ thánh. Do đó chúng ta đi đứng phải đàng hoàng nghiêm trang, không có phải đi cứ sộc 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 sộc, cứ giống như là đi ở ngoài muốn sao đi sao đâu. Vậy thì đi nghiêm trang làm sao? Đây các bác nghe em nói nè. Hội thánh nói thế này, cái cử chỉ bình thường mà một người con cái Chúa khi đến Chúa đó, thì cái cử chỉ bình thường đó là cái tư thế của người đó khi giữ một bất cứ một cái cử hành phục vụ nào. Cái tư thế bình thường đó là tòa thánh ghi rõ đàng hoàng nhầm, là chúng ta đứng thẳng hai chân, nếu đứng nhầm, ngồi cũng vậy. Cái bàn tay, nếu ngồi đó thì cái bàn tay đó là để cái lòng bàn tay úp lên trên đầu gối, lòng bàn tay úp lên trên đầu gối, không buông thõng, không chống sang đây, úp lên trên đầu gối. Đấy là cái tư thế ngồi. Khi đứng, mọi người trông thấy không nào? Khi ngồi đó là lòng bàn tay úp lên đầu gối, hai đầu gối để song song, không chè ra, không rút vào, để song song úp lên đầu gối. Đây là cái tư thế chúng ta tham dự phục vụ đó, tham dự thờ phượng á. Khi đứng, khi quỳ thì hai tay không buông thõng, nên các bạn để thí là những người ngoại họ vào trong nhà thờ nhìn cái phong cách của họ biết liền lập tức họ là không phải là người Công giáo, thì cái hai tay của họ buông. Nhất là đi đám cưới á, đám cưới chúng ta thấy họ nhà trai họ nhà gái mà cái người không có đạo á, họ vào trong nhà thờ họ đứng như thế này, giống như chào cờ, họ đứng như thế, đứng như thế, họ để tay, chúng nó láo thế nào đó họ đứng như vậy. Nhưng mà cái người con Chúa đó thì tòa thánh chỉ thế này, khi chúng ta tham dự phục vụ thì khi chúng ta tham dự phục vụ, khi đứng cái quy kỳ thì cái tay nó như thế này này, bốn ngón này này nhìn nhau, cái tiếng Pháp là rờ gạc, nhìn nhau, ngón cái phải
đè lên ngón cái trái theo hình thánh giá đặt trước ngực. Tất cả các bác làm cho xem nè. Tư thế như thế này này, tư thế như thế này nè, tư thế như thế này này, nhìn xem này, đó. Không phải xỉa xuống đây, không phải hai ngón xỏ vào lỗ mũi, xỏ vào lỗ mũi, không phải xỉa tới về như bắn súng, mà bốn ngón nhìn nhau, ngón cái phải đè lên giá đặt trước ngực, đến như thế này này, chúng ta nhớ nhầm, đặt trước ngực vậy, cũng không có chìa ra trên này, đặt trước ngực, đặt trước ngực, có biết đặt trước ngực không? Đặt trước ngực, chứ gọi chìa ra như vậy, cũng có rơi như vậy, đặt trước ngực, đó như vậy này, cảm ơn anh em. Thế thì nghe đây, đây là tư thế, ta gọi là tư thế mà biểu lộ một cách rõ nét nhất việc hành vi thờ phượng. Chỉ có đối với Chúa mới làm vậy thôi. Thế nhưng mà có phân tích đó, khi chúng ta dâng lễ, chúng ta khoanh tay, hành vi này chấp nhận được, nhưng không phải là hành vi hoàn toàn dành cho Chúa. Vì lý luận hết đây, khi chúng ta khoanh tay thì chúng ta đơn thuần nó chỉ là diễn tả một cái tư thế nghỉ. Người ta có thể đứng khoanh tay tựa lưng, người ta có thể đứng khoanh tay xem bóng đá, xem truyền hình, thì cái tư thế khoanh tay được gọi là tư thế nghỉ, còn cái tư thế chắp tay là tư thế thờ phượng. Các bác hiểu em cách nghĩa không? Hai cái khác nhau hoàn toàn. Chúng ta không có phân biệt, chúng ta không có phân biệt thì chúng ta cứ vào trong nhà thờ để chúng ta khoanh tay về cho nó tiện. Mà người ta nói tư thế khoanh tay là tư thế nghỉ, tư thế chắp tay là tư thế thờ phượng, và người ta chỉ chắp tay khi đến trước Chúa mà thôi. Không có ai chắp tay xem truyền hình, má ơi là má, ai chắp tay xem bóng đá, điên, điên. Nên ta gọi là tư thế chắp tay thờ phượng là tư thế độc quyền đó. Các bác hiểu phân biệt phân biệt không? Nhưng khốn khổ thay, nhiều người chúng ta không có biết, chúng ta không biết, chúng ta không có biết, chúng ta quen ở cái tư thế nghỉ rồi. Chúng ta thấy một người nào đó đi lễ chắp tay, chúng ta lại bảo: ôi bác ơi, đạo đức vừa vừa mà chí, em không có nói láo một tí nào đâu, lạy Chúa tôi, người ta làm đúng thì mới bảo đạo đức vừa vừa. Vậy từ nay trở đi, tất cả chúng ta ngồi đây đi lễ chắp tay hay là khoanh tay? Bây giờ đạo đức vừa vừa hay là đúng? Đạo đức đúng luôn đó, đúng điệu luôn đó, đúng điệu đó. Mình không có biết, tại vì không ai dạy. Thế chúng ta cứ truyền tay nhau thôi, cứ truyền tay nhau bảo vệ thôi, khoanh tay. Thế là cuối cùng các bác thử xem nào, thừa tác viên lên cung thánh đọc thánh thư, bận áo an ba đi thế này, nhìn xem có ra làm sao. Nhưng mà các bác để ý, các cha làm lễ, các cha làm lễ, các cha mặc y như các bác đó, là bên trong là các cha mặc cái áo trắng, cũng là áo an ba đấy, có biết không? Áo bên trong là áo an ba, các cha chỉ khác một cái là cái áo bên ngoài. Và các bác để ý mà xem, không có ông cha nào đi lễ mặc áo lễ mà ra khoanh tay hết, đều là chắp tay cung kính. Các bác thấy vấn đề chưa? À, chúng ta không có biết, chúng ta không có biết. Thế nhiều khi mặc áo an ba lên đọc thánh thư, ngại chắp tay, ngại chắp tay, mà cứ khoanh tay đi lên thôi. Chúa tôi ơi, chả hiểu đầu đuôi nó ra làm sao cả. Nhớ nhớ nhé. Do đó lên đọc thánh thư, chúng ta đi cái cung cách của chúng ta là lên cử chỉ vội vượng, chắp tay cung kính thế này, chúng ta đi lên bái Chúa đàng hoàng tử tế. Đó là tư thế thờ phượng đó, tư thế cung kính thờ phượng đó. Đứng ngồi, đứng quỳ là chúng ta chắp tay vậy. Thế thì khi mà cái thừa tác viên mà lên cung kính, lên đọc thánh thư, lên, chúng ta chắp tay đi lên, thì lưu ý thế này, nhiều người trong chúng ta đó, chúng ta nhớ nói đi nói lại là chúng ta công bố lời Chúa, là chúng ta đại diện toàn thể dân Chúa. Tư cách của chúng ta quan trọng lắm, nhưng mà đi lên chỉ sợ người ta dòm thấy thôi, rắc rối vậy chứ. Đi thì cứ đi lén lén, đi lên á, thì đi hiên ngang giữa đường, đi từ đây đi ra thẳng giữa đường, đi lên đây bái kính đàng hoàng, bước lên tam cấp đàng hoàng tử tế, bái kính Chúa, rồi đi sang bên giảng đài đọc. Chúng ta nhớ
nguyên tắc là thế này, nguyên tắc là thế này. Trừ trường hợp là cái tam cấp mà cái giảng đài đó là nó quá gần, còn nếu ở cái cung thánh mà nó rộng đó thì người thừa tác viên ở dưới đi lên thì cứ đi lên hết tam cấp, lên trên phẳng của cái cung thánh mà cái mặt phẳng đó đặt cái giảng đài thế nào thì chúng ta đứng ở trên mặt phẳng của cung thánh đó, cùng một vị trí phẳng với lại cái giảng đài, chúng ta bái kính ở đó. Nhiều người không có biết giảng đài ở kia, nhưng mà ở hay là như thế nào, đứng ở dưới ba bốn cái tam cấp dưới này, bái dưới này rồi bắt đầu mới bò đi lên như thế này này. Mà đúng luật đó là chúng ta phải đi á, là từ dưới đi lên thẳng tam cấp ở kia, chúng ta lên thẳng đây bái kính rồi đi ngang phước thợ là đến đây là đọc. Có hiểu em cắt nghĩa không? Có hiểu cắt nghĩa không? Hiểu cho tay xem nào. Còn nhiều người thì không có biết, cứ chưa đâu, em nói các bác nghe, đi đọc á, lên đọc á, là đi á, nghĩa là gặp đọc đó, đi đâu đó, bái đây nghe các bác nghe, chả vuông thước thợ, thước thung gì, tam cấp ở dưới này, bái xong cái, đi xiên thế này, có để ý không, vì, nghe đây, thấy có vấn đề rồi, đã bắt đầu đang xì xèo là biết là có vấn đề rồi đó. À, trầm trọng ở đây này, có vấn đề trầm trọng ở đây, chắc có vấn đề to rồi đây, nhìn cái ánh mắt kia là biết này này. À, nghe đây, là trong đầu của chúng ta hiện nay cái vấn đề nó không có gì lên. Cảm ơn cha bề trên đi, anh chị em phải cảm ơn cha bề trên để có cha giáo đến. Là trong đầu của anh chị em nhiều khi chúng ta vẫn không nghĩ rằng là nguyên cái tư thế lên là tư thế nhân danh cộng đoàn. Các bác có trông thấy các cha làm lễ cũng nhân danh cộng đoàn đấy. Các ông đi đàng hoàng tử tế, đi vuông vức đàng hoàng tử tế. Có ông nào đi lén lén như mình bao giờ? Cha cũng vậy, con cũng vậy, là nhân danh cộng đoàn chứ nào có phải là có. Mà trong đầu của chúng ta đó là đi lên thì miễn là ta đọc được thôi. Còn đi lên cách nào cũng được, miễn là vói được, bước lên được cái kia đọc được là được. Còn cái bố nó đi chỗ nào cũng được hết. Cái đầu của chúng ta đó, đi sao miễn là đến đó được thôi. Đi vẹo, đi chen, đi xiên sao cũng được. Miễn là ta bước lên trên đó ta đọc được là được. Thì cái trong đầu chúng ta đọc thôi. Còn cái chuyện đi không quan trọng. Có hiểu em nói không? Có hiểu em lý luận không? Hiểu cho tay xem nào. Đấy, thấy chưa, hay chưa? Do đó bây giờ nguyên đi cũng phải đàng hoàng đấy chứ, đừng có nói. Nguyên đi không á, là phải cung kính đi lên đàng hoàng bái Chúa làm sao. Chứ đâu, đã nói là bắt đầu bước ra khỏi cái ghế là nó là đại diện chúng tôi rồi. Còn đây là mình chỉ nhắm đọc thôi. Còn chuyện đi lên rồi đi xuống á, thầy kệ. Đấy là vấn đề hiện nay bây giờ, vấn đề của chúng ta là vậy đó. Thế chúng ta đi lên rồi sao, nghe đây này. Đi, bây giờ nghe không? Ta nói nghe không? Là khi ngồi đó, khi đọc đó, đi lên đó, chú ý đây nè. Cái người đọc thánh thư á, là không phải nhắm đọc cho bằng được đâu nhé. Mà chúng ta là đang cử hành phụng vụ và tham dự một cái cử hành. Vì thế chính chúng ta cũng phải tham dự cử hành phụng vụ. Vậy thì nghe đây, ai đọc bài đọc một, anh chị em không nhắm lên cho bằng được nhé. Anh chị em phải đứng ở dưới, anh chị em nghe. Nghĩa là chúng ta cũng phải đi lễ. Thì khi linh mục đọc bài đọc á, xin lỗi anh chị em, khi linh mục đọc lời nguyện, đọc bài đọc gọi là lời nguyện nhập lễ, thì khi linh mục đọc thế này, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Ngài đọc. Nếu giả thiết mà có lời dẫn vào bài đọc một thì anh chị em bắt buộc phải đứng nguyên tại chỗ dưới đất, dưới đó, cho đến khi Ngài đọc hết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Xong rồi mọi người amen. Rồi người ta đọc cái lời dẫn thì mới được đi. Thì mới được đi, không có được đi trước. Nếu không có lời dẫn, thì Ngài đọc, chúng ta dâng lời cầu nguyện lạy Chúa gì gì đó mà không có lời dẫn vào bài đọc đó, thì anh chị em chỉ được phép đi khi Ngài đọc cái câu kết. Ngài đọc câu này: chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô. Trong một cái lời nguyện của Ngài nó sẽ có ba phần. Phần thứ nhất là mời gọi.
Thí dụ này đọc cái này, chúng ta dâng lời cầu nguyện là mời gọi. Mời gọi xong cái này, lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô con một Chúa đã đến trần gian này, Chúa đã ban cho chúng con được ơn làm con Chúa. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng ơn phẩm giá của người Kitô hữu, để chúng con làm chứng cho Chúa trong thế giới ngày nay. Thì đó là lời nguyện. Đấy là phần thứ hai. Phần thứ ba là cho, để làm chứng cho Chúa trong thế giới ngày nay. Thế ngày mới kết thúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa. Thì bắt đầu ngài đọc chữ chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa mới được đi. Đây thì cha chúng ta dâng lời cầu nguyện, nó là bỏ đi rồi. Thế bố ông đọc xong nó bỏ đi rồi, nó lù lên gì kia. Mà cha còn đang đọc, nó đã đứng chiếm chọe ở đây. Các bạn tin em nói thật không? Từ nay trở đi dốc lòng chừa là cha đang đọc lời nguyện, cấm nhặt không được đi. Đi như vậy thì chỉ ngắm đọc thôi, đâu có cầu nguyện gì, đâu có cầu nguyện gì, đâu có nghe chúng cha đọc cái gì đâu. Chỉ khi nào mà cha đọc chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô mới được đi, nghe chưa? Rồi đi thì cứ đi nghiêm túc đàng hoàng, đi thẳng giữa. Đây tôi nói vậy, ví dụ tôi đang ngồi đây đi, thì đang đứng đây nghe đọc chúng con cầu xin, thì tôi chắp tay đi, chắp tay này. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Ê, tôi đọc như cũng trang. Ê, trong thời gian nói tôi đi đây là vừa, nắm chưa? Rồi đi thì đi làm sao? Rồi các bác chú ý này, có lẽ là cha về trên, con về xứ Thăng Long, con cũng quy định hết tất cả là hoàng tỷ tế. Thì tùy theo, đây là quyền quyết định của cha về trên, cha chính xứ cứ mẹ ngồi giúp nhau. Vì là khi đi lên, thời gian đi chỉ có đoạn chúng con cầu xin nhận được cái đó thôi. Nếu mà các bác đọc Thánh Thư bài đọc 1, các bác đứng tận cuối nhà thờ, cổng nhà thờ dòng chúng cũng thế đó, thì đọc đến 10 chúng con cầu xin vẫn chưa bò đến nơi, cũng 10 lần cũng chưa bò đến nơi. Thế thì làm sao? Có một số người, em không nói láo nhé, em làm linh mục năm nay 31 năm rồi nhé, tuổi đời 60 mấy tuổi rồi nhé, biết lòi lòi ở trong các bác rồi nhé. Có nhiều người bảo rồi, nó thích lý le lắm cơ, Chúa tôi, nó ngồi mãi cuối nhà thờ ấy. Bắt đầu đi, bắt đầu dạng dạng lên thế này, đi từ từ rồi. Mọi người chiêm ngắm em một hơi đã rồi đi. Nên đó, em quy định thế này, ở trong nhà thờ những người đọc Thánh Thư không được phép ngồi tản mạn, muốn ngồi đâu ngồi, bắt buộc có một chỗ ngồi rõ ràng. Và em chỉ định rõ luôn là cái hàng ghế đầu tiên giáp cung thánh, ngồi cái đó nghiêm túc đàng hoàng, dựng lễ đàng hoàng tử tế, và giáp cái hàng ghế đầu cung thánh đó bước lên cung thánh thì cái câu chúng con cầu xin nhờ Kitô là vừa. Các bác hiểu nói không? Thì cái này là do các cha quy định. Còn nếu không nó làm mạnh, ai muốn ngồi chỗ nào thì ngồi, nó sẽ lọt xa lọt sọt, lọt xa lọt sọt. Rồi nhiều khi không có thì mãi đứng ở dưới cuối nhà thờ rồi đi lên. Có nhiều người thích le lói lắm cơ, thích mọi người chú ý đến mình lắm cơ, bận áo bận quần để đi ổng a ổng ẻo lên. Nhớ nha, đó chú ý đấy. Cái chỗ ngồi nó sẽ giúp cho cái vấn đề cử hành phục vụ nó không có bị chi trí và nó không bị lâu. Đó là về vấn đề chỗ ngồi và lên em. Về vấn đề đi đứng, về vấn đề phẩm phục. Đức cha Sài Gòn này nè, có nói rõ đó là đối với các thừa tác viên mà công bố lời Chúa hay trao mình Thánh Chúa thì cái phẩm phục tốt nhất cho các thừa tác viên đó là áo an ba, tức là tấm áo trắng đó, có thắt dây không thắt dây thì tùy cũng được, mà áo an ba. Tuy nhiên thì ngài cũng chấp nhận là đối với người nam là mặc áo sơ mi thắt cravat và người nữ mặc áo dài. Nhưng mà tôi hỏi ý kiến nhiều người, bây giờ tôi hỏi em, bây giờ này cái chuyện đó là chấp nhận nha, nhưng mà tôi xem thăm ý kiến của quý vị đó. Tôi á vẫn luôn luôn ở nhà thờ Thăng Long á, tôi nói mặc áo dài tôi không cấm, nhưng mà cứ hễ lên đọc Thánh Thư thì các chị mặc áo dài cứ mặc cái áo an ba vào cho em, rồi sau đó đọc xong các chị muốn cởi ra thì các chị cởi, rồi các chị lại bận áo dài. Thế thì em á, không biết là em có kỹ không thì không biết, nhưng mà em hỏi đây các chị trả lời như các ông
các ông bàn nha. Em thấy bận áo dài á, mà không có eo thì nó không ra eo dài. Áo dài nó phải có eo, áo dài phải bận áo eo. Mà có là cô ấy là võ sĩ sumo chăng nữa thì mặc áo dài vẫn phải có eo. Áo dài nó không ôm vào người thì làm sao mà có ra áo dài. Nó xuồng 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 với nó ra làm sao. Các bà có phải em ý niệm áo dài nó ôm vào người không? Có phải vậy không? Ai đồng ý vậy giơ tay xem nào. Còn áo dài nó cứ xuồng 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 xuồng, nó không có eo và ót cái gì hết cả thì không phải là áo dài, thì là áo bao cho nó xong tội đi, phải không? Rồi. Mà người gọn hay người không gọn á, thì áo dài nó phải ôm vào người. Mà áo dài ôm vào người á, mắt của em á, nhìn nó làm sao ấy. Con mắt của em nhìn nó làm sao ấy. Ê, nhiều khi thì đã chớ vậy rồi, nhìn nó đã sao rồi, bao nhiêu là coi là đường cong đường keo nó ra hết đấy, nhưng mà lại còn khổ thân một cái, nhiều khi mặc cái đồ nó lại trong quá nữa cơ chứ, thế chứ mà khổ, không có được, trong quá cơ nó trong, thành thử đã đi lên đó, người ta chưa nghe thấy cái gì, người ta nguyên trông thấy cái trong với lại cái eo ót như vậy đó, là người ta đã bực mình rồi. Vậy bây giờ hỏi các ông thì miễn bàn, các bà có trông thấy giống như tôi trông thấy, ai trông thấy như vậy giơ tay xem nào. Cứ giơ lên tay xem để tôi thấy, mai mốt tôi nói với tổng giám mục, con hỏi các bà, các bà. Thế bây giờ tôi hỏi các bà, ở đây các bà nào đã đang là đọc là thừa tác viên đọc lời Chúa giơ tay tôi xem nào. Rồi. Buông tay xuống hỏi xem các bà mặc áo dài eo như vậy các bà nên đọc, các bà có thấy ngại không? Không ngại à? Không ngại thì tôi cũng xin lạy thôi. Tôi xin lạy thôi. Xin lỗi nhá, tôi có mấy đứa cháu gái. Tôi đâu phải tôi toán nó không? Tôi thấy mấy đứa cháu gái mỗi lần mà đi đám cưới, đám cưới nó mặc áo thì nó bảo về này, cậu ơi cậu, đi lễ nhà thờ là con mặc áo dài, nhưng á, đi ra nhà hàng có mặc áo đầm. Thế tôi hỏi, ủa sao mày nó buồn cười vậy? Sao mày mặc áo dài luôn ra ngoài nhà hàng đi? Nó bảo, không cậu ạ, đi lễ nhà thờ mặc áo dài thì người ta mới dòm, còn ra nhà hàng mặc áo dài không ai dòm, bởi ra nhà hàng chỉ có ăn thì áo dài mặc không được. Nó cấn cậu ạ. Áo dài nó ôm xít vào người phải ăn làm sao được, chỉ mặc áo đầm mới ăn được thôi. Nó nói tôi vậy đấy, có phải vậy không? Cũng gật đầu, hết cái gì cũng gật đầu. Mấy đứa cháu gái nó bảo vậy, đi lễ thì người ta đi lễ thì chỉ có đi lễ thì chỉ người ta dòm thôi, mà thở thì đứng hót nó vào, không có ăn uống gì cả, nhưng mà đi đám cưới mặc áo dài thì chết tươi cậu ạ, khỏi ăn khỏi uống gì cả, thở làm sao được, nó nứt cúc ra chứ chuyện chơi chứ. Mấy đứa cháu gái nó kể chứ tôi có biết nó ra đằng nào, có đúng vậy không? Đúng nó kể phải vậy không? Gật đầu quá thế. Tôi bảo thôi, cha không phải cha kỹ, nhưng mà cha kỹ cho mọi người. Vậy bây giờ ai đồng ý là tất tần tật đàn ông đàn bà lên đọc thánh thư mặc áo ăn ba cho nó nghiêm trang giơ tay xem nào. Ấy, cha bề trên nhìn xem nhé, đàng hoàng tử tế nhé. Đấy, đâu có phải nói đâu. Nhớ quay phim mà tôi đưa cho Đức Tổng xem nhé. Tôi đưa cho Đức Tổng đấy, con đi dạy ở bên Tổng Chú cũng thế đấy. Con hỏi ý kiến mọi người, giơ tay lên này. Áo ăn ba là nghiêm trang nhất, đàng hoàng tử tế. Nghiêm trang, nó đàng hoàng, cung kính. Nó xứng đáng. Mà nhiều khi cái kia nhiều thì đó là về phẩm phục. Rồi bây giờ đến lúc công bố. Đây các bác nom lên đây, các bác đi công bố này. Khi mà công bố lời Chúa, khi công bố lời Chúa, chúng ta nhớ là công bố lời Chúa thì cái bài công bố lời Chúa chia thành 3 phần. Nhớ 3 phần nghe không? Nhìn lên đây, chú ý đừng có chia trí, đừng có nói chuyện nữa. Bài công bố gồm 3 phần. Phần thứ nhất là câu dẫn vào bài đọc. Phần thứ hai là nội bài đọc. Phần thứ ba là câu tung hô. Phần thứ nhất câu dẫn vào bài đọc đó là cái câu này: trích sách sáng thế, trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu. Thì câu dẫn vào bài đọc thì đây không phải là lời Chúa mà là chỉ câu dẫn vào thôi. Câu dẫn này nó cho biết là cái bài chúng ta đang nghe đây nó được trích trong cái cuốn sách nào của bộ Kinh Thánh. Thì câu dẫn vào nó cho biết, để cho biết rằng là
chúng ta không đọc bất cứ cái gì mà chúng ta chỉ đọc Kinh Thánh thôi. Đó là chúng ta câu dẫn để cho biết là đây là lời được diễn thích trong Kinh Thánh. Kế đến là cái lời của Chúa, gì gì đó, khi ấy Chúa nói hay là gì, anh em thân mến vân vân. Thì cái là nội dung lời Chúa. Sau đó sau khi đọc cái lời Chúa xong thì chúng ta có câu tung hô. Thì câu tung hô nó là thế này: đó là lời Chúa. Anh chị em chú ý câu này này, đó là lời Chúa là cái gì? Là cái lời tôi vừa mới công bố là lời của Chúa. Đó là lời Chúa, tôi đọc thì tôi nói đó là lời Chúa. Thì cái lời tôi vừa nói đó là lời của Chúa, đó chứ không phải lời của tôi. Thế thì chúng ta mới nghe cái người cử tác viên nói, họ vừa mới công bố xong, họ nói đó là lời Chúa, là cái lời họ vừa công bố. Thì chúng ta mới đáp lại: tạ ơn Chúa. Vì vậy xin tất cả các thử tác viên lưu ý này, khi chúng ta đọc lời Chúa xong, chúng ta nói tung hô đó là lời Chúa, thì chúng ta nói đó là lời Chúa là chúng ta nói cho mọi người cái lời vừa đọc là lời của Chúa. Thì chúng ta không được phép về, phải đứng nguyên ở đó cho đến khi họ đọc xong tạ ơn Chúa xong mới được về. Vì mình vừa mới nói người ta đó là Chúa, thì để cho người ta đáp lại đó, tạ ơn Chúa vì lời người vừa nói xong. Rất là nhiều thừa tác viên, đó là lời Chúa đi về bố nó rồi, còn ai muốn đọc gì thì đọc, ta không có hiểu gì hết. Nói tóm lại là chúng ta lên đọc hết chữ rồi đi về, mà chúng ta không biết chúng ta đang làm gì. Có hiểu tôi nói không? Đây là một cái vấn đề lớn đó. Hầu hết thừa tác viên không biết mình đang làm gì. Lên bây giờ có cái chữ đó là lời Chúa, hết là chữ của em rồi. Còn bây giờ cái phần tạ ơn Chúa là của mấy người, kệ mấy người, em cứ đi về à? Bậy quá là bậy. Chúng ta không có hiểu việc mình làm. Đơn thuần là chúng ta nên có chữ để đọc. Đơn thuần là tôi bảo tôi đọc thì có bao nhiêu chữ tôi đọc. Chưa hết đâu nha. Vì nhắm đọc mà không biết mình làm gì, nên người ta chỉ nói lên đọc có ba phần: câu dẫn vào lời Chúa và đáp ca, và cái câu đó, cái câu tung hô. Nhưng mà khổ cái là ở trong sách á, thì người ta có ghi mấy cái này để giúp cho mấy người soạn bài giảng, chứ không phải là người ta viết để ra đọc. Người ta sẽ ghi cái chữ này: bài đọc 1. Xong rồi người ta in cái hàng chữ nghiêng nghiêng: tình yêu của Thiên Chúa luôn hiện diện giữa chúng ta. Xong bắt đầu mới bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thì người ta ghi cái bài đọc 1, bài đọc 2: tình yêu của Thiên Chúa thúc đắc chúng tôi. Lạy Chúa tôi, người ta ghi cái đó là cái câu tình yêu của Thiên Chúa, bài đọc 2: tình yêu của Thiên Chúa thúc đắc chúng tôi, là người ta nói cái đại ý của cái bài đọc vừa nghe, để khi những người soạn bài giảng người ta biết là ở cái bài này cái ý của nó là như vậy. Lên có bao nhiêu chữ phang tưới lên: bài đọc 2: tình yêu của Thiên Chúa thúc bách chúng ta, bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Điên. Có bao nhiêu chữ đọc hết. Hoàn toàn không hề biết mình công bố lời Chúa mà lên đọc. Các bác hiểu em nói không? Do đó các bác ạ, hễ mà thấy một tác viên nào á lên á mà đọc cái câu này bài đọc 1, bài đọc 2 là biết cái anh chàng đó, cái cô đó, là cái người đó là cái người chỉ lên đọc thôi. Chỉ lên đọc thôi. Chả biết mình đang làm cái gì nữa. Có nghe thấy người ta đọc bài đọc 1, bài đọc 2 bao giờ chưa? Bài hiếu sức đâu có biết đâu, sai quá trời là sai. Người ta ghi bài đọc 1, bài đọc 2 là để cho cái người soạn giảng á, người ta biết bài này 1, bài này 2 để soạn bài giảng cho nó dễ, chứ đâu có phải người ta viết cho để mà đọc. Sai quá trời đó. Đó là vấn đề. Rồi, bây giờ đang khi đọc thì các bác chú ý này. Công bố lời Chúa là Chúa nói với chúng ta nghe. Chúa nói với chúng ta nghe. Và Chúa nói qua môi miệng của thừa tác viên. Thừa tác viên là cái người đang đọc đó. Và chính mình khi mà mình đọc công bố lời Chúa thì mình cũng phải cảm thấy Chúa đang nói cho mình. Và Chúa đang nói cho mình xong rồi đó, mình đưa cái lời mà Chúa nuôi nói với mình đó, mình công bố cho anh em. Vì thế anh chị em chú ý này, người công bố lời Chúa phải cảm được cái điều mà đọc đó là Chúa đang nói với mình. Mà Chúa đang nói với mình đó, thì mình phải chăm chú vào cái lời của Chúa ấy, để Chúa nói với mình. Ôi trời ơi, đây các bạn xem này, tất
cả những ai làm như thế này không phải Chúa nói với mình. Vừa đọc thế này, vừa đọc vừa này. Anh em thân mến, tình yêu của Chúa Kitô thúc bách chúng ta như Đức Kitô đã nói, xin Chúa nói. Vừa đọc vừa nhìn như mắt cáo vậy đó, là gây chú ý cho người khác về mình mà không hề để Chúa nói với mình. Ai vừa đọc vừa nhìn xuống người, vừa gây chú ý cho người khác về mình, thì khi ta nói người đó mượn đầu heo nấu cháo, mượn lời Chúa để mà tỏ mình ra, để khẳng định về mình. Và khi ấy người này không phải là thừa tác viên, người này mượn danh nghĩa đọc để cho mọi người thấy tôi là ai. Hỗn, cái đó là hỗn. Chúng tôi không cần những người đó. Chúng ta khi công bố thì chúng ta phải nuốt từng lời của Chúa cho mình. Và tôi xin lỗi anh chị em nha, vì tôi đã kiểm tra rồi, đến độ là thừa tác viên đọc gây chú ý về mình, đọc xong không hề nhớ một chữ nào cái nội dung mình đọc, trong khi người nghe ta nhớ. Vì gây chú ý, đâu quan tâm đến nội dung, không quan tâm đến nội dung, đọc hình thức cách này cách khác gây chú ý về mình, nhưng cái nội dung Chúa nói thế nào không hề biết. Người nghe thì đặt chú ý. Hỏi xong, bạn vừa đọc xong bài thánh thư vừa rồi trích trong sách nào? Cha, để con xem lại, đâu có nhớ gì đâu. Bây giờ nghe tôi nói này, có một câu này, con nghe nhớ không? À dạ con nhớ rồi. Không nhớ được một dòng nào hết, không nhớ một dòng nào hết. Đơn thuần chỉ là đọc cho hết chữ và lấy cái bài đọc, lấy cái chỗ đứng đó để gây chú ý cho biết tôi đọc. Có thế thôi. Còn không thấy Chúa gì cả. Các bác tin em nói không? Ai tin giơ tay xem nào. Giêsu Chúa tôi hết tất cả mọi người thấy có kinh nghiệm đó. Em biết là các bác không đọc, nhưng các bác biết cái điều này. Gây chi trí quá sức là gây chi trí. Mượn việc thánh làm việc phàm. Hỏi làm sao mà người ta không chịu được, mà các bác cung kính, người ta rất là sốt sáng vô cùng. Do đó không được phép vừa đọc vừa dòm xuống giáo dân. Cứ chăm chỉ đọc, rồi đến lúc mà thí dụ trích sách sáng thế, trích thư thánh Phaolô đông đồ dọc, đến kết thúc đọc hết xong nội dung, đến cái câu đó là lời Chúa thì ngước lên một tí. Bởi vì mình tung hô người kia đáp lại, mình xong một cái ngước mắt lên một tí, đó là lời Chúa, thì ngước mắt nhìn thẳng thôi, đó là lời Chúa, mắt như mắt cáo ấy. Ngước lên một chút là bây giờ em đọc xong rồi, bây giờ em công bố cái này, đó là lời Chúa, thì mọi người tạ ơn Chúa, xong cái chữ tạ ơn Chúa thì bắt đầu mới đi xuống. Nắm chưa? Hôm nay nói về công bố lời Chúa kỹ lưỡng không? Kỹ lưỡng chưa? Nó có muốn hỏi gì nữa không? Rồi, mời chị. Cho con hỏi một cái là lúc hồi nãy cha nói khi mà các người thừa tác viên đọc xong cái bài đọc thì tới cái lúc là đó là lời Chúa, thì cái lúc đó mình không ngước lên thì có sao không cha? Tức là người đó đang đọc bài đọc thì nhìn xuống cái bản văn của bài đọc, nhưng mà tới lúc là đó xong thì người đó cũng nhìn cái bản văn và đó là lời Chúa luôn chứ? À, tôi không nghe cái kịp. Tức là đến cái chỗ đó là lời Chúa thì không ngước lên thì có được không? Không có vấn đề gì hết. Tốt, cũng không vấn đề gì. Tôi chỉ nói là đang lúc đọc á, đang lúc đọc lời Chúa, đừng có nhìn lên, nhìn xuống, nhìn lên, nhìn xuống. Còn chữ đó là lời Chúa. Nhưng mà có một cái chi tiết này nữa chị ấy nói thì tôi cũng thêm bổ túc này, là khi chúng ta đọc thì chúng ta nhớ một cái bài đọc nó gồm 3 phần: câu dẫn vào bài đọc, nội dung bài đọc, câu tung hô. Chúng ta đọc đó, chúng ta cố gắng làm sao khi chúng ta công bố thì người nghe ta phân biệt được 3 cái phần nó độc lập. Ví dụ đấy nha. Trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi Roma. Anh em thân mến, thì thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma nghĩ. Thánh thư Roma nghĩ. Anh em thân mến, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta vân vân, Ngài đã ban cho chúng ta sự sống của người vân vân vân. Xong ngưng nghỉ.
đó là lời Chúa, thì người ta nghe thấy phân biệt ba cái khác nhau. Đừng có làm thế này. Chức thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, anh em thân mến, đó là lời Chúa. Tôi chẳng biết cái đồ nặng lần nữa. Có nghĩa là có ba cái làm một hơi, không phân biệt được câu dẫn vào hay là nội dung là tin mừng, nội dung của bài đọc hoặc là chính là cái câu đáp ca, cái câu đâu câu đáp, phân biệt nó ra, ngưng một tí, ta gọi là giống xuống hàng á. Chứ không, chức thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, anh em thân mến, đó là lời Chúa. Có để hiểu về đâu, làm một lèo luôn. Có nghĩa là cái người nào đọc như thế, có nghĩa là cái người đọc hết chữ. Tôi nói là chỉ là học hết chữ, không phân biệt được mình đang làm cái gì. Nha, nắm chưa? Còn ai hỏi gì nữa không? Dạ thưa, con chào cha và con chào tất cả mọi người. Bây giờ con hỏi cha về một cái trường hợp này. Là hôm đó là ngày mùng 9 tháng 12, tức là lễ kỷ niệm cung hiến Vương cung Thánh Đường. Hôm đó là lễ kính, là có bản văn bài đọc riêng. Hôm đó con lên đọc bài đọc mà không hiểu sao cái người đọc, cái người dọn sách mở sách bài đọc là ngày thứ bảy tuần thứ nhất mùa Vọng. Lúc đó con thấy có cái gì sai sai rồi, cho nên con phải lật sang con đọc bản văn của đúng ngày mùng 9 tháng 12. Là con đọc đúng bản văn, nhưng không hiểu sao ông cha đi ra đọc bài tin mừng thì lại đọc bài tin mừng của ngày thứ bảy tuần thứ nhất mùa Vọng. Vậy có sai không cha? Cái này nó hơi vào chi tiết con. Tức là thế này, là không biết hôm này thứ bảy đó, các bạn nghe đây này, là bạn ấy nói ngày mùng 9 tháng 12 dành cho ở giáo phận Sài Gòn là ngày kỷ niệm cung hiến nhà thờ chính tòa Sài Gòn, và tất cả các nhà thờ trong giáo phận Sài Gòn ngày hôm đó buộc phải làm lễ kính kỷ niệm cung hiến nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Thế còn các địa phận khác, ví dụ chẳng hạn địa Sài Gòn thôi, địa phận Mỹ Tho, địa phận, nghĩa là trong cả nước Việt Nam có 27 địa phận, thì chỉ có ngày 9 tháng 12 là những xứ nào thuộc tổng giáo phận Sài Gòn thì hôm đó buộc phải làm lễ kính kỷ niệm cung hiến nhà thờ chính tòa với bậc lễ kính, còn nhà thờ chính tòa làm lễ với bậc lễ trọng. Thế còn cái hôm đó là thứ bảy tuần thứ nhất mùa Vọng, thì thí dụ chẳng hạn như là bây giờ cái ông cha ở bên Mỹ Tho, ông không có làm lễ cung hiến nhà thờ chính tòa Sài Gòn đâu, vì ông là thuộc Mỹ Tho, thì ông sẽ làm hôm đó hoàn toàn là làm lễ ngày thứ bảy tuần thứ nhất mùa Vọng. Các bài đọc đấy, nắm rồi, đó là nói là cái chi tiết, hơi chi tiết một tí nha. Anh có đi chú tu không con? Dự tu phải không con? Dự tu năm 2. Thế tôi, nhưng mà cha cũng trả lời cho con để con được thả thông, mà ai nắm được nắm đập. Thì cái bậc lễ là thế này này, là lễ cung hiến nhà thờ. Thì cái này có cha bề trên với lại cha Phước nó còn nói là ở trong cuốn sách á, là nhất là trong lịch Công giáo á, cứ cãi nhau om sòm của tỏi đi, là còn có một lễ kính nữa, cung hiến đền thờ Laterano ngày bao nhiêu? Ngày mùng 9 tháng 11. Tháng 11 là cung hiến đền thờ Laterano, thì trong lịch Công giáo ghi có một bài đọc, không đúng, hai bài đọc. Trong tất cả các lễ kính Chúa buộc phải đọc hai bài đọc, giống như Chúa Nhật. Trong năm phụng vụ có sáu lễ kính Chúa phải đọc hai bài đọc. Ví dụ đây, ví dụ nha, lễ Chúa chỉ phép rửa hôm qua là một lễ đó, là lễ kính Chúa đó. Sáu lễ kính Chúa gồm những lễ này: lễ Thánh Gia Thất, lễ chịu phép rửa, lễ dâng Chúa vào đền thờ mùng 2 tháng 2, lễ Chúa biến hình mùng 6 tháng 8, rồi lễ cung hiến đền thờ Laterano, rồi lễ sáu lễ, còn lễ suy tôn thánh giá 14 tháng 9 nữa. Thì tất cả 4-6 lễ này phải đọc hai bài đọc, mà trong lịch Công giáo lễ cung hiến đền thờ Laterano chỉ để có một bài thôi. Lễ cung hiến kỷ niệm cung hiến nhà thờ chính tòa cũng buộc phải đọc hai bài. Thế thì đọc hai bài ấy, thì như thế này này, là tòa thánh ấy, con nói là có bài đọc riêng. Thực ra cha nói con nghe, chắc là ai chọn sẵn cho con riêng rồi đấy con. Chứ còn đọc hai bài thì sẽ lấy cái phần chung về lễ cung hiến, lấy phần chung, đọc bài đọc 1 và lấy phần bài đọc 1 của phần chung, bài đọc 2. Còn bài tin mừng, bài tin mừng đây, được các cha khi dâng lễ kỷ niệm cung hiến được quyền tự do chọn hoặc lấy bài tin mừng đó của lễ cung hiến, hoặc lấy tin mừng của cái ngày đang có.
Vì thế cái ông cha, ông lấy cái bài tin mừng của ngày thứ bảy tuần thứ nhất mùa vọng cũng không có sai, vì ông có quyền chọn cái đó. À, hiểu chưa? Đó là như vậy. Hơi các bác nghe thì nó nghe nó lùng bùng bùng trong tai, nhưng mà cái người trong cuộc thì vừa nắm được vấn đề. Các bác ai hiểu được cái câu chuyện việc là cha cháu nói giơ tay xem. Ồ, giỏi vậy hả? Giỏi vậy hả? Thiệt à? Công nhận xuất sắc ghê á. Vậy đúng rồi đó, đó. Đó là về vấn đề bài đọc hơi phức tạp thế đó, như vậy đó. Bài đọc thì bài tin mừng ông được chọn, được quyền chọn, chọn bài này hoặc bài kia. Vâng, mời chị. Còn cạnh à, còn ngày, còn cái lễ mà ngày 2 tháng 2 ha, ngày 2 tháng 2 là cái lễ đó là Đức Mẹ dâng Chúa con, là không phải vào lễ kính. Dạ. Bây giờ có hai cái dâng dâng và đền thờ nó lộn xà lộn xộn đây này. Mùng 2 tháng 2 chúng ta gọi là lễ nến, lễ đèn đấy. Có nhớ không nào? Lễ nến, lễ đèn, cái ngày đó làm phép nến đó, thì cái lễ đó là lễ kính Chúa đó. Lễ gọi là lễ thế này là ông Thánh Giuse Đức Mẹ dâng Chúa vào đền thờ sau 40 ngày, vừa là thanh tẩy để thanh hiện, để thanh tẩy Đức Mẹ, vừa là dâng mà cái gì cơ, hai bài đọc, mà một đọc là thiếu rồi, phải hai bài đọc. Lễ dâng Chúa vào đền thờ mùng 2 tháng 2. Thôi được rồi, nếu nhầm thì thôi. Không, một bài học. Có một bài học thì phải chịu. Coi như hôm bữa giờ, coi như vì cái ngày lễ đó là cái ngày thuộc về của xóm con là bổn mạng. Thì bao nhiêu năm rồi bổn mạng thì con chỉ có một bài đọc một thôi. Vậy con nhầm, không bao giờ có bài đọc hai. Bây giờ con phải sửa lại. Có một bài đọc thôi. Thì bây giờ con phải sửa lại chứ sao? Dạ con, nhưng mà con, nhưng mà... Bao nhiêu năm thì con không biết thì con mới ngồi học ở đây chứ. Dạ. Còn giờ con cứ như thế rồi con làm. Con khỏi đi học. Rồi, bao nhiêu năm không biết thì bây giờ mới đi học. Sáu lễ kính Chúa nghe không? Buộc phải có hai bài đọc. Ghi đi, ghi âm đi, nhớ ghi bài nghe không? Sáu lễ kính Chúa sau đây: lễ thánh gia thất, lễ Chúa chịu phép rửa, nhớ chưa? Lễ dâng Chúa vào đền thờ mùng 2 tháng 2, nhớ chưa? Lễ Chúa biến hình mùng 6 tháng 8 nghe không? Lễ suy tôn thánh giá 14 tháng 9 nghe không? Và lễ cung hiến đền thờ Laterano mùng 9 tháng 11 nghe không? Sáu lễ này là phải có hai bài đọc, y như ngày Chúa nhật nghe không? Xưa nay đọc một bài thì bây giờ nhầm rồi, mấy chục năm thì bây giờ đi học nó mở mang đây chứ. Ê, cứ bảo mấy chục năm con làm vậy thì bây giờ mình biết học dạy vậy mới đi học, chứ còn không thì cứ ở nhà làm cho nó rồi. Lễ kính Chúa nhớ nha, có sáu lễ kính Chúa trong năm là đọc hai bài đọc. Nếu mà không có là chúng ta, tôi có sách chính trận mà, tôi có sách tiếng Latin, ai đọc tiếng Latin tôi photo cho bà đọc. Nhưng mà nó yên chí là tiếng Latin, nhưng mà vẫn có phiên, vẫn có bản dịch tiếng Việt chứ. Nhưng mà trích dẫn là của tòa thánh là bằng tiếng Latin đó, là trích dẫn là sáu cái lễ đó là có hai bài đọc rõ ràng ấy. Còn tiếng Việt Nam mình gần như là sót thì mình phải chịu vậy. Rồi ai hỏi gì nữa không? Rồi còn một câu hỏi nữa tôi trả lời luôn, chắc là hết giờ luôn. Tôi trả bên trên đã phải học mà bài học mới đâu. Thôi cũng được, anh chị em hỏi. Anh chị em thấy hơn một tiếng hồi dạy lắm, những cái đó là nó ích lợi cho anh chị em không? Ích lợi chứ phải không? Thưa cha, thưa cha, thừa tác viên uống rượu, miệng hãy còn hơi rượu. Trao mình Thánh Chúa, đọc mình Thánh Chúa Kitô, mình Thánh Chúa Kitô toàn hơi rượu. Thưa cha, vậy thừa tác viên có mắc tội không? Nghe này, không có tội lệ gì hết cả. Tức là thế này, bây giờ em hỏi nhá, em hỏi thật các bác nhá. Thừa tác viên trao mình Thánh Chúa uống say rượu, toàn mùi hơi rượu không, thì nó đã đành rồi. Các bác có tin em nói không? Em không phải tố các cha nha. Có một vài cha nhậu mà không mở mắt ra được, thì huống hồ mà mồm làm sao mà không rượu được. Mà đến giờ làm lễ, đến giờ làm lễ rồi, phải làm lễ, mà say quá trời say, lờ mờ, đọc nọ dọ kia. Em hỏi các bác, ông cha say rượu đó làm lễ có thành không?
Thành không? Ai bảo thành giơ tay em xem nào. Ngon lành, đúng rồi, đúng là đức tin đó, đúng là đức tin đó. Thì trong trường hợp đó thì sao? Nhiều người hỏi cha, ông cha say rượu quá trời, say rượu lờ mờ, nhậu tối mặt vào để làm lễ. Chúng con làm sao bảo? Bây giờ cha cách cách nào không? Thì tôi nói thế này, đi lễ thì thành đó, nhưng mà đi lễ đó thì ông cha say quá rồi, có nói gì được nữa đâu. Chân nọ, chân thượng, chân hạ nó cứ đá tùm lum, làm lễ thì đọc cho hết câu. Thì trong trường hợp đó thường đầu lễ ông cha ông sẽ nói, hôm nay chúng ta dâng cái ý lễ này cầu cho linh hồn A, linh hồn B, linh hồn C. Thì hôm đó ông không có nói được đâu, thì hôm đó tự mình nghĩ ý lễ hôm đó, cầu cho cha xứ được ăn năn dở lại. Ai cấm? Đồng ý không? Vỗ tay đi, vỗ tay vỗ tay đi. Đừng có hậm hực, đừng có hậm hực vì lễ thành. Nhưng bây giờ cha rao ý lễ, còn mình dâng ý lễ của mình. Hôm nay con dâng lễ cha xứ như thế này, con dâng ý lễ cầu cho cha xứ được ăn năn dở lại, cho kẻ có tội được biết ăn năn dở lại. Ai mà chả có tội? Thế ông này tội minh nhiên quá rồi đấy, thì cầu cho ông ăn năn dở lại, ông bớt nhậu đi. Đồng ý nhá, nhớ nhá. Khi mà anh chị em mà đi lễ mà thấy các thừa tác viên, linh mục hay những người nọ người kia, tôi xin anh chị em một điều này. Tôi vẫn dạy học với các thầy, các sơ, tôi nói các con đó, nhiều khi đi lễ thấy các thừa tác viên cha này cha kia làm lễ, các con chia trí, các con cứ bực mình. Không, đừng bực mình, đừng bực mình. Họ là con người như mình, nhưng mà bởi vì họ chỉ có là cái điều là họ có quyền họ dâng lễ thôi. Nhưng mà mình có cái quyền này mà không ai cấm mình được, là mình cầu nguyện. Mình tại sao mình xin nhiều ý tôi ý lễ lắm, mình đi lễ mình xin ý lễ này ý lễ kia, tại sao mình không cầu nguyện cho thừa tác viên? Chúng ta cầu nguyện cho thừa tác viên, xin Chúa hoán chuyển lòng các thừa tác viên, cho cha xứ con, cha phó con, cho cha làm lễ đây được sống đàng hoàng thánh thiện. Có hay không? Mà thánh lễ đó mình sốt sáng hơn, cầu nguyện cho kẻ có tội được ăn năn trở lại thì hay hơn không? Cái cuối cùng đó mình cứ hậm hực từ đầu đến cuối, không nên. Nhớ nha, từ nay trở đi đi lễ mà có bực mình thì nhớ ý của cha giáo đây, cầu cho kẻ có tội được ăn năn dở lại nhớ. Không có thiệt, mình chả có cầu xin Chúa hoán chuyển lòng thôi, nhớ nha. Vậy thì bây giờ có chuyện như thế này, là những cái ai á nói vậy, nhưng mà những cái thừa tác viên nào mà uống rượu quá thì đến cái lúc mà trong mình thánh Chúa, thôi mình đừng có trao, mình nhờ cái người khác giúp cho. Nhớ nhá, đứng đợi toàn mùi sộc rượu thôi. Chúa tôi, em có nói thật các bác nha, uống rượu còn khá đấy, lại Chúa tôi vừa uống rượu vừa hút thuốc, cả hai thứ đánh nhau trong cái mồm đó. Vừa mùi thuốc lá, vừa mùi uống rượu, chưa hết đâu, lại còn cái mùi tự trong cơ thể nó ra nữa. Giờ Giê-xu lại Chúa tôi, em giải tội á, nhiều khi á, mùi rượu, mùi say rượu, rồi mùi thuốc lá, rồi mùi mồm thối. Thế Chúa tôi, em giải tội. Mà em thú thật trước mặt Chúa, em lại bị có để giữ mùi chứ. Chúa tôi nó bảo hắt hơi chút đi, em giải tội bằng cổ không à. Vừa mùi rượu, vừa mùi thuốc lá, hay thế chứ. Tôi mỗi khi vậy tôi thương các bà lắm. Giờ xuống mấy cái ông chồng thế này, làm sao thế này là chịu nổi đây, tôi biết. Nó về, nó đi về nhà, nó hôn cho một cái, chắc là mà hắt hơi từ đầu đến cuối. Không chịu được. Chúa tôi ơi, chắc chết quá. Tôi bảo Chúa tôi, mình như vậy chắc chết luôn. Mỗi lần về, anh cưng em một cái chắc chết luôn quá. Ghê quá, ghê quá. Thưa tác viên, có phải cần rửa tay trước khi trao mình thánh Chúa không? Vì tay toàn mùi thuốc lá. Bây giờ em qua cái vụ này, em xin lạy các thừa tác viên nào uống rượu hút thuốc á, bây giờ em mới không cấm rồi đó. Bởi cái chuyện đó là cái chuyện coi là nhiều khi cái quyền của người ta. Nhưng mà các bác phải chú ý về này, là chúng ta là thừa tác viên của hội thánh, thừa tác viên của mọi người. Ngày nào á, mà mình trao mình thánh Chúa đó, thì chúng ta hy sinh một tí. Chúng ta nhớ như thế này, chúng ta nói về, xin các bác nhìn em này, chúng ta nhớ, cái hy sinh của chúng ta nó lớn hơn công việc chúng ta làm đấy.
Cái hy sinh của chúng ta lớn hơn công việc chúng ta làm. Chúng ta làm cái công việc đó, nhưng để chuẩn bị cho công việc đó bằng một sự hy sinh. Chúng ta hôm nay hy sinh, chúng ta không có uống rượu, không hút thuốc, thì cái đó là cái hy lễ. Nó lớn hơn cái việc chúng ta làm. Tôi nói thật với các bác, tôi xét mình hàng ngày và tôi cam kết với các bác, tôi chết tôi lên thiên đàng chắc chắn 100%. Chắc chắn 100%. Tôi nói chắc chắn các bác mà, tôi chết là tôi lên thiên đàng chắc chắn 100%. Các bác biết tại sao tôi nói vậy không? Tôi nói như vậy này, lạy Chúa, đời của con không hề bao giờ con kể công trước mặt Chúa con làm cái gì. Tôi nói cái linh hồn của tôi cho các bác nghe, con không hề, con làm linh mục 30 mấy năm, cuộc đời con 60 mấy tuổi, con không hề bao giờ cuộc đời con ngồi gẫm lại, con không hề con nghĩ con đã làm cái gì, con làm cái kia. Nhưng lạy Chúa, điều con làm mà có công trước mặt Chúa lớn nhất là con đã cố gắng hy sinh và chịu đựng những điều nó xảy đến cho con trái ý. Làm linh mục mà con cố gắng con làm bao nhiêu thứ nhưng mà con không hề, nhưng mà khi người ta hiểu nhầm con, họ nói con cái điều khác mà con vẫn cứ vui vẻ, con vẫn không có cảm thấy con bị suy sụp vì con đang làm cho Chúa, mà con có chịu đựng cái chịu đựng mà người khác làm cho mình đau khổ, mà cái chịu đựng đó nó gấp ngàn lần cái việc mình làm. Vì thế cái người ấy, chúng ta để ý, chúng ta làm rất là mệt, nhưng mà nếu cái tâm hồn của chúng ta mà bình an thì mọi cái vui xuôi qua. Còn chúng ta không làm gì mà tâm hồn chúng ta lúc nào cũng bị giày vò thì chúng ta khổ lắm. Nên trước mặt Chúa tôi nói, lạy Chúa, không phải việc con làm mà là cái sự chịu đựng của con về những cái trái ý. Con chịu đựng cái đó được thì cái đó là công trạng của con. Nên anh chị em nghĩ xem, tôi lấy gương Chúa Giêsu, nếu mà xét về công việc của Chúa Giêsu làm đó, lạy Chúa tôi, chúng ta thấy Ngài làm toàn bị vu khống đi. Cuối cùng cái thất bại nhất của Ngài là cái chết. Mà chính cái chết đấy, chết khi mà người ta chết một cách gọi là bất công như vậy mà lại đem ơn cứu độ. Thì như vậy cái gì? Cái lương thực của Chúa là thánh ý Chúa Cha. Vì thế cái điều mà Chúa làm đó nằm mục đích là diễn tả ý của Chúa Cha. Vì thế trong vườn cây dầu không phải ý con mà ý Cha. Nên cái ý của Chúa Cha, hay ta còn là cái động lực hành động của Chúa, thì nó lớn hơn việc Chúa làm. Cái ý hướng trong hành động nó lớn hơn cái việc. Nên trước mặt Chúa tôi nói, tôi không bao giờ tôi nghĩ đến việc đâu, mà tôi nghĩ đến cái ý hướng, cái chịu đựng ở trong đó thì nó lớn hơn, và tôi vượt qua cái đó thì cái đó là cái công. Các bác hiểu em căn nghĩa không? Ai hiểu căn nghĩa giờ thì em xem nào. Và chính cái ý hướng này á, nó làm nên cái công trạng của chúng ta đó. Còn nếu chúng ta nhắm việc á, người đời người ta trả công rồi, hết, 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 chả còn gì nữa, chúng ta quên cái đó. Vì thế mỗi khi tôi dâng lễ, tôi vẫn hay nói với Chúa, lạy Chúa, con dâng hy tế của Chúa này, con sẽ phải cố gắng một chút. Thí dụ chẳng hạn, không có làm lễ, tôi làm lễ nó rất là nghiêm trang. Trước khi làm lễ tôi phải làm cái gì, sau khi làm lễ tôi làm cái gì, vì tôi ý thức rằng là bây giờ mình dâng lễ, thì khi dâng lễ như vậy thì cái hy sinh của mình nó có giá trị, có giá trị trong cái hy tế đó. Do đó anh chị em, tôi chia sẻ một cái kinh nghiệm thiêng liêng của tôi vậy đó. Anh em hay chị em nào đọc thánh thư hay là đọc 200 thánh Chúa, chúng ta nhớ ở đây chúng ta không thao tác một công việc, mà để chu toàn công việc ấy chúng ta phải vượt qua con người của mình. Tức là làm sao chúng ta không có, ta gọi là thế này, không có chiều theo cái sở thích hay cái đam mê của mình cái đó, nhưng mà chúng ta phải hy sinh một tí. Thì cái hy sinh nó lớn mà nó, chúng ta vượt qua cái khó, cái đó khó hơn á. Hy sinh cái đó, chúng ta chu toàn cái việc kia, thì cái việc đó nó mang cái ý nghĩa nhờ cái sự hy sinh của chúng ta. Các bác hiểu em cách nghĩa không? Nhớ nhé, nhớ cái này nhé. Bằng không á, là chúng ta đánh mất ý nghĩa của nó đi. Rửa tay á, là một cái phép vệ sinh, và đồng thời cũng là để tỏ lòng tôn kính. Vậy thì ai hút thuốc lá thì phải rửa tay chứ, không tay mình đem... Nhiều khi đặt mình thánh Chúa trên tay, ta thì không biết, nhưng mà được mình thánh Chúa người ta rút lên trên miệng thì làm mình đặt toàn mùi thuốc lá không không được. Rồi sau khi trong mình thánh Chúa xong thì là mình cũng phải rửa tay, bởi vì mụn mình thánh Chúa có thể trên tay mình, chúng ta phải rửa tay. Và các bạn nhớ thế này nè, là cái ly nước mà linh mà thừa tác viên rửa tay đó không có được đổ xuống cống nhau, thì cái ly nước này nó cùng với khi mà giặt đó, khăn thánh đó, thì anh chị em nhớ là khi làm lễ đó
thì ông cha ông có hai cái khăn này rất là quan trọng. Cái khăn mà ông lau cái chén á, rồi khăn thánh á, và cái khăn mà cái khăn chín miếng á, gập đó, thì khi giặt đó là cái khăn chín miếng, mà cái khăn đó có người được gọi là chín miếng hay người ta gọi là corporal, corporal thì tức là cái khăn thánh, thì là cái khăn này nó chín miếng hay là bao nhiêu miếng không biết, là khi dâng lễ phải đặt chén thánh bảo chuyện mình đựng mình thánh Chúa trên cái khăn đó. Thì khi giặt đó thì cái khăn mà đặt chén thánh đó, ta gọi khăn chín miếng đó, với khăn lau chén này, hai cái khăn này sẽ phải giặt chung, không được phép giặt với cái khác. Hai cái đứa này giặt chung với nhau bằng giặt nước nhất, nước ta gọi nước lọc. Nước thứ nhất lọc, tức là không được đổ xà bông với nhau, giặt nước lọc thứ nhất. Bởi vì cái khăn lau chén thánh thì có thể là còn dính lại một ít máu Chúa, hay cái khăn mà chúng ta để thánh đây này, đôi khi mụn thánh Chúa rơi nên chúng ta không trông thấy, thì hai cái khăn này phải giặt bằng nước lọc. Nước thứ nhất này đổ vào gốc cây hay đổ lên mái nhà, không được đổ ra gốc cống. Giặt bằng nước lọc thứ hai cũng đổ vào gốc cây hay mái nhà, sau đó sang nước thứ ba mới được đổ xà phòng. Không được đổ xà phòng ngay lập tức, không được đổ xuống cống ngay. Hai cái nước đầu tiên, giặt đầu tiên nhất là nước thứ hai là giặt nước lọc, và nước đó buộc phải đổ vào gốc cây. Cũng vậy, cái nước mà rửa tay linh mục, thừa tác viên sau khi trăm thánh Chúa rửa tay về này, nhiều khi rửa tay xong mấy cái ngón tay thì cái nước đó phải đổ vào gốc cây, vì trên tay có một mụn thánh Chúa. Chúng ta không có phân biệt, chúng ta cứ đổ hết lung tung đổ ra lavabo là hỏng đấy nha. Bây giờ còn một câu cuối cùng nữa. Những người bị giới tính thứ ba có được lên đọc bài đọc hát đáp ca không? Giêsu, cái này em cũng đau đầu lắm các bác ạ. Giới tính thứ ba là bóng. Bây giờ em nói các bác nghe nè, hiểu giới tính thứ ba là người đó về mặt thể lý chắc chắn là hoặc đàn ông hoặc là đàn bà. Ta gọi là giới tính thứ ba là bởi vì cái tâm lý của cái người đó nó ở giữa, nó không chẳng phải đàn ông, nó chẳng phải đàn bà, hoặc nó là đàn ông mà nó cứ bảo nó là đàn bà, hoặc nó là đàn bà nó cứ bảo nó là đàn ông. Nhưng mà cái thể lý của nó thì nó không có giời nào mà sinh ra cái là nó ở giữa cả. Sinh em bé ra cái hỏi nó là cu tí, nó là hoàng tử hay công chúa, chứ có bao giờ các bà ương ương đâu. Đây là một trong vấn đề là Chúa dựng nên chúng ta. Chúng ta không có thể nào quyết định là ở cái giới tính thứ ba là ương ương được. Vì cái thể lý của chúng ta, con người không thể nặn ra được, sinh ra hoặc nam hoặc nữ thôi à. Bây giờ nó đụng sang cái vấn đề, bây giờ chỉ là vấn đề tâm lý, sang cái vấn đề tâm lý đây này. Đây là vấn đề đau đầu á. Tại vì cái người nào hỏi thì em cũng đặt câu hỏi vậy thôi, chứ còn bây giờ cái chuyện là chuyện của thẩm quyền. Ở nhà thờ Thăng Long cũng, bởi vì tôi dạy học nên người ta cũng tìm đến thầy giáo, người ta hỏi nhiều lắm. Cái vụ mà ngày 18 tháng 12 năm 2023 vừa rồi đó, thế Bộ Đức Tin, Bộ Giáo lý Đức Tin, ngày 18 tháng 12 Bộ Giáo lý Đức Tin là công bố một cái tuyên ngôn là cho phép chúc lành cho các cặp đồng tính và chúc lành cho các cặp sống bất hợp lệ về đất đầu hôn nhân. Có biết cái vụ này không? Ai biết giơ tay xem nào. Lại Chúa tôi biết hết tất cả. Lại Chúa tôi biết hết tất cả rồi. Thế rồi bây giờ các bạn nghĩ làm sao? Nhiều tranh luận lắm, rất là nhiều tranh luận. Rồi Đức Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên cũng có một cái bài nói ở trên mạng. Nghe tôi nghe thì Ngài cũng trả lời chung chung vậy thôi, chứ Ngài chung đưa rất khuất khoát. Đức Tổng Giám mục Sài Gòn thì Ngài cũng chưa có đưa ra lập trường, bởi vì Ngài là Chủ tịch Hội đồng Giám mục nên Ngài cũng đưa. Nhưng mà trên thế giới thì có những Hội đồng Giám mục cấm nhặt không được chúc lành cho đồng tính. Rồi có những Hội đồng Giám mục thì đồng ý, có chỗ Giám mục, nghĩa là tranh luận nhiều lắm. Thế nhưng bây giờ tôi xin lỗi nha, tôi không phải là giám mục mà tôi cũng không có thẩm quyền gì. Nhưng mà tôi nói theo lương tâm linh mục của tôi. Tôi nói theo lương tâm linh mục của tôi, cá nhân của tôi. Khi người ta hỏi tôi thì thực ra là thế này, là việc chúc lành cho những cặp
hôn nhân bất hợp lệ. Nói cách này, cái văn thư này này của tổ bộ giáo lý tin đó, không chỉ chúc lành cho đồng giới, hai đứa nó ở với nhau thì nó xin cha chúc lành, mà còn cái tình trạng này nữa, hôn nhân bất hợp lệ có nghĩa là thế này, vợ nọ con kia đấy, nó ở với bà hai đó, công khai đó, hay vợ với ông hai công khai đó, rõ ràng là rối đó. Bây giờ hai người rối đó đến xin cha chúc lành, văn thư này nó cho phép vậy đó, chúc lành. Nhưng mà chúc lành thế nào? Là không phải là chúc lành theo kiểu phụng vụ, mà bây giờ ta nói là vắn vắn gọn gọn đó. Thí dụ chẳng hạn hai cái anh đó, hai cái chị đó, bây giờ thấy cha thủ, bây giờ gặp ngoài đường, nó bảo cha xin cha chúc lành cho con, thế tôi đứng tôi chúc lành cho hai người đó. Đấy là gọi là chúc lành, gọi là chúc lành mục vụ, tức là mình chúc cho họ đời sống này, việc này việc kia, để sức khỏe các thứ nọ kia. Tôi á nói phân biệt là chúc lành phụng vụ. Chúc lành phụng vụ là như thế này, thí dụ bây giờ các bác đưa ảnh tượng đến, tôi làm phép chúc lành thì chúc lành phụng vụ. Hay là chẳng hạn như bây giờ các bác thấy trẻ con đi rước lễ, bây giờ người lớn rước lễ thì đưa lên cho các cha chúc lành. Chúc lành phụng vụ đó, là chúc lành phụng vụ, là chúc lành công khai trước mặt mọi người và có cái nghi thức đàng hoàng theo chúc lành phục vụ. Nhưng bây giờ chúc lành cho đồng tính hay chúc lành cho những người mà bất hợp lệ, xong gọi là vợ nọ con kia đó, là không có được phục vụ, tức là làm cái kính đáo đây thì ngoài thôi, được không? Có được không? Thì tôi trả lời thế này này, cái hành vi phân biệt là hành vi phục vụ hay là hành vi bên ngoài, thì cái vấn đề là cái ở chỗ này, cái vấn đề là cái ông cha. Xin lỗi, bây giờ tôi ở với nhau nè, hai người ở với nhau nè, vợ nọ con kia nè, hay là đồng tính ở với nhau nè, chúng tôi xưa nay vẫn ở với nhau mà, nhưng bây giờ mở ra cái tôi cần ông cha chúc lành cho tôi. Nghĩa là cái tư cách của cái ông cha đó, dù ông làm cái gì, dù ngoài phục vụ hay không ngoài phục vụ, ông cha đó, ông có hiện diện, mà sự hiện diện giữa hai người này bất hợp lệ, ở ăn ở vợ nọ con kia và đồng tính, thì chính sự hiện diện của ông cha làm cho người ta ngộ nhận rằng là ông thừa nhận cái tình trạng họ ở với nhau, thì tôi không làm. Các bác hiểu em cắt nghĩa không? Phụng vụ hay không phụng vụ, nhưng mà sự hiện diện của tôi, mà tôi giơ tay ra tôi chúc lành, nghĩa là tôi thừa nhận cái tình trạng đó thì tôi không làm. Nhưng nếu hai người đó đến gặp tôi, đừng bảo tôi chúc lành, mà đến gặp tôi nói chuyện, trao đổi, hỏi han bình thường như tiếp bao nhiêu người khác, tôi mở toang cửa tôi đón nhận hết. Nhưng đừng bảo tôi giơ tay chúc lành thì tôi không chơi. Tôi giơ tay chúc lành có nghĩa là sự hiện diện của linh mục, nghĩa là tôi thừa nhận cái điều này và tôi làm cho người khác ngộ nhận họ cứ sống trong tình trạng đó, tội lỗi. Nhưng bây giờ họ đến, họ như thế, họ đến, tôi sẽ có cách nói chuyện này, thế nói chuyện kia, rồi tôi cũng nói là được rồi, vì tôi sẽ cầu nguyện cho hai anh hay hai chị, hay là cho ông bà, để chúng ta tìm thánh ý Chúa, để chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Thì tôi đối thoại, kể chuyện, nói chuyện, cầu nguyện cho nhau được. Nhưng đừng bảo tôi giơ tay chúc lành. Các bác phân biệt không? Nếu tôi bây giờ trong phụng vụ nhé, trong phụng vụ, giống thân có biết gì, trong phụng vụ thì đọc cái gì thì đọc, nhưng mà vẫn giơ tay. Còn ở ngoài, họ có biết phụng vụ hay là bên ngoài cũng thấy ông cha giơ tay à, thì cứ giơ tay là ban phép lành, thì họ ngộ nhận rằng là ông đã thừa nhận cái tình trạng chúng tôi. Mà như thế chẳng khác gì ông hợp thức hóa cái tình trạng này, thì tôi không làm, tôi không làm. Tôi có trình bày Đức Tổng giám mục, ngài hỏi riêng tôi hỏi Đức cha ra lệnh thế nào con không biết, nhưng cho đến giờ này chưa có văn bản ra lệnh của Đức cha, thì bản thân con không làm. Vì cái cử chỉ của ông cha phụng vụ hay là không phụng vụ, giơ tay thế này làm cho người ta hiểu rằng mình thừa nhận cái tình trạng sống một cách bất chính, bất hợp pháp như thế. Họ đâu có biết gì, nhưng mà bây giờ vào đối thoại, mình mở cửa, mình đối thoại, mình nói chuyện bình thường, mình không có loại trừ người ta, thì tốt, tốt, tốt. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả để nói chuyện, khuyên bảo, rồi cầu nguyện cho nhau, ngồi cầu nguyện với nhau là điều tốt.
nhưng mà tôi giơ tay là tôi không giơ. Các bác ai đồng ý quan điểm của cha giáo thì giơ tay xem nào. Ôi trời ơi, tôi nói thẳng với Đức Tổng Giám Mục ấy, tòa thánh đưa ra thì tòa thánh đưa, ở châu Âu nó làm thay kệ, còn ở Việt Nam con không làm vì lương tâm linh mục của con không làm. Vì giáo dân không phân biệt trong phụng vụ hay đạo đức mà con cứ giơ tay là nghĩa là con thừa nhận cái tình trạng đó rồi đó. Nhưng mà mời nói chuyện, vào nói chuyện, hái chuyện đàng hoàng tử tế, mở toang cửa nói chuyện, tìm tình rồi người kia, tôi kết cầu nguyện cho hai anh, tôi cầu nguyện cho hai chị, tôi cầu nguyện cho, rồi chúng ta cố gắng tìm thánh ý Chúa thì được. Nhưng mà giơ tay thì con chịu. Vậy nhá, hết giờ rồi nhá. Thôi mình tới nghỉ học tiếp. Hài lòng chưa? Tuần tháng 2 Tết chúng ta cầu nguyện cho nhau Tết khỏe mạnh nhé. Rồi sang tháng 3 chúng ta gặp nhau.